Xin chào cả nhà và các bạn, thì hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn, đây là món bún má heo của chị Hai Tiền, thì bán ở chợ An Tâm Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vào buổi chiều đó các bạn. Bún cá với bún cua. Vậy hiện tại bây giờ là khoảng 5 giờ rưỡi chiều ha, thì mình đang có mặt tại cầu Cả Nai thuộc xã Tân Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Và đây là một cái đoạn đường cũng hướng về thành phố Long Xuyên, An Giang đó các bạn. Thì sau khi mình đi qua cầu Cả Nai thì khoảng 200m sẽ đến chợ An Thành Trung. Rồi một lúc nữa thì mình sẽ đến đây quay cho các bạn xem là cái món bún má heo của chị Hai Tiền các bạn. Trước mắt của các bạn đây là chỗ bán bún cá, bún riêu cua, hộp thịt lộn, hủ tiếu cua và đặc biệt có là bán bún má heo đó các bạn. Và đây là địa điểm mà mình giới thiệu với các bạn. Rồi, xin chào cả nhà và các bạn, hôm nay mình đến chỗ bán bún má heo nè các bạn. Ở đây là chỗ bán bún má heo của chị Tiền, bán ở đây rất là ngon đó các bạn. Chị Tiền, chị cho em hỏi, ở đây mình bán món gì vậy chị? Bún cá, với bún cá, cá lóc mình á. Rồi, có bán bún cua. Bún cua rồi bán mua súp mắt heo, đuôi heo, má heo đầy đủ. Dạ. Vậy là cái bún má heo là một bọc nhiêu vậy? Cái má heo như vậy thì 30, với một bún luôn là 30.000. Còn cái thứ kia là 35.000. Nó có thịt hơn, 35.000. Dạ. Là tôi bún luôn đó nha. Rồi Di chị làm cho em hai bọc đi chị. Yeah. Ở đây làm bán rất là ngon các bạn. Nếu các bạn nào có dịp thì đến chỗ này. Mà chỗ này là gọi là chợ An Thành Trung hả chị? Chợ An Thành Trung ngay cầu Cá Nai. À đây là chợ An Thành Trung thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang các bạn. 15. Và trước mắt của các bạn đây là anh Tý, chồng của chị Tiền nè các bạn. Thì hai vợ chồng của chị Tiền, anh Tý thì ở đây có bán như là hột vịt lộn nè, rồi bún riêu cua, bún riêu cá, rồi bún má heo, bún chua heo cho dân, rất là nhiều luôn các bạn. Nhìn cái nồi nước lèo rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. À đây là một cái tủ thịt ha, gồm có rất là nhiều ha, đuôi heo nè, da heo, má heo, rất là nhiều luôn các bạn ơi. Ôi rau ở đây rất là tươi ngon ha, có cả bông điên điển nữa nè. À các vị khách đến đây mua ha, thì có người thì ngồi để ăn ha, còn có người thì mua đem về đó các bạn. À bây giờ thì chị Tiền đang bán cho khách nè các bạn. Nếu các bạn nào có dịp về Chợ Mới á, thì ghé chợ An Thành Trung vào buổi chiều á, có thể là mình đến đây mua ủng hộ ăn thử các bạn. Ở đây thì bán bún riêu cũng ngon và cái món bún má heo cũng rất là ngon các bạn. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì hãy vào kênh Bình Phóng Cưới Chợ Mới, bấm nút đăng ký ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau nhé.